Chào mừng các bạn đã đến với kênh Hack Informatics. Mình xin được tự giới thiệu, mình là Trần Minh Hoàng. Hiện là học sinh khối chuyên tin đến từ trường Trung học Phổ thông Chuyên khoa Học Tự nhiên, cũng là người thiết kế chính kênh này. Mục đích của việc lập ra kênh này là mình cùng các bạn cộng tác viên muốn giới thiệu cũng như truyền cảm hứng về sự thú vị của bộ môn tin học tới tất cả các lứa tuổi đang quan tâm dưới góc nhìn của một học sinh chuyên. Các nội dung mà kênh đăng tải sẽ không quá tập trung vào kiến thức chuyên sâu của môn học mà chú tâm hơn vào việc giới thiệu các kiến thức cơ bản nhất của từng ngôn ngữ lập trình, các thao tác cơ bản để code hoàn chỉnh một sản phẩm và đưa ra các ứng dụng của bài học vào đời sống thực tế. Mình cũng xin gửi lời cảm ơn tới các thầy cô, các bạn cộng tác viên đến từ Bộ Khoa học Công nghệ đã hỗ trợ và ủng hộ cho kênh mình. Cũng xin cảm ơn tất cả các bạn đã dành sự quan tâm và dành sự ủng hộ cho kênh. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài giảng đầu tiên. Đầu tiên sẽ là giới thiệu về phần mềm Replit. Trong khóa học này thì chúng ta sẽ chỉ làm quen với các kiến thức cơ bản của Python nên sẽ sử dụng Replit. Công cụ này cung cấp môi trường IDE có hỗ trợ nhiều ngôn ngữ trong đó có Python. Vì là khoa học cơ bản chưa cần chạy các chương trình nặng và phức tạp nên dùng Replit sẽ khá là tiện lợi vì không phải cài đặt Python hoặc là các công cụ soạn thảo code khác ở trên máy tính. Đầu tiên chúng ta sẽ truy cập vào Chrome hoặc là bất cứ trình duyệt web nào. Sẽ có Replit, sẽ có một cái đường link ngay ở trên đầu. Đầu tiên, nếu mà mọi người chưa có tài khoản thì có thể ấn sign up để tạo một cái tài khoản Replit và từ đó có thể code được trên công cụ này. Còn do mình đã có tài khoản rồi nên chỉ cần ấn login, và do mình đã liên kết với cả email nên là không phải gõ username hoặc password nữa. Được rồi, bây giờ sẽ đến với việc tạo một cái dự án. Đây chính là trình duyệt, đây chính là giao diện khi mà mới vào. Để tạo một cái file về Python thì chúng ta sẽ ấn create. Ở đây sẽ chọn ngôn ngữ là Python và đặt tên cho cái file này. Có thể bất cứ tên gì, ví dụ ở đây mình sẽ đặt là Hello World. Chúng ta phải chờ một lúc cho Replit nó sẽ load hết. Được rồi, sau khi load xong thì có thể nhận thấy là ở đây chia ra làm 3 cột. Cột đầu tiên là file thì sẽ chứa tất cả các file mà mình tạo về Python. Cột ở giữa là sẽ là nơi để chúng ta soạn thảo văn bản, đánh code. Còn đây là console, sẽ là nơi đầu ra kết quả. Nghĩa là khi bạn code một dòng code bất kỳ vào đây, ấn run thì bên này sẽ hiển thị ra kết quả sau khi đã được dịch. Tất nhiên là chúng ta có thể code soạn thảo văn bản trực tiếp ở ô console này, nhưng mà điều đấy sẽ không thuận tiện bằng chúng ta soạn thảo ở bên cột giữa này. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong về phần mềm Replit.